Hai, xin chào chị và các bạn. Hôm nay em lại về thêm hai cây carbon nữa nha. Cái cây cái clip mà 1-2 ngày trước là đã bán rồi. Và có nhiều anh chị alo cho em là hỏi hàng carbon còn không. Thì hôm vừa ngày hôm kia là em cũng hết hàng. Và hôm nay em mới về lại thêm hai cây carbon. Đó, anh chị nào bữa alo cứ ghé bên em coi nha. Đây, quay cận cảnh cho chị xem. Đó. Hàng đẹp là không chày, không xước, không mớp, không cứng nha. Đó, anh chị coi nè. Thấy không? Phím nè, xuất sắc. Chưa? Vỏ bên hông ở trên. Đó, tiền nào của đó nha anh chị. Nắp lưng không cứng luôn. Giá bên em thì bao rẻ, 14 triệu một cây, hiện tại là 2 cây, 14 triệu một cây. Đó, anh chị nào đang quan tâm, có nhu cầu thì cứ móc điện thoại ra alo cho em liền, họ lấy luôn. Chứ mốt mà kiếm máy lại máy xấu nữa rồi giá cao nữa nha. Cơ cáp là ok. Men zin, dây nguồn zin, màn hình zin. Bao buôn men kiểm tra luôn cho anh chị luôn, có nhu cầu coi men. Chứ không phải là bán mấy cái máy mà đóng dây nguồn, đóng ổ cứng rồi đóng cặp rồi nha. Đó. Còn anh chị là muốn nhu cầu mua nâu thì cũng có luôn. Đó, nâu. Nâu zin. Đó, mỗi người sở thích. Đó nè, quay lại cho chị xem luôn đó, đẹp xuất sắc chưa? Hàng bên em bán là bao men kiểm tra nha, thoải mái. Đen nâu gòn gì đầy đủ hết á. Zin đẹp. Quay bạn đẹp kiếm thế nào để đẹp quay. Đó. Anh nào thích da thì xài da. Anh nào thích trơn kiểu này xài trơn. Nói chung là đem hôm nay để giới thiệu hai cây carbon, tại mấy nay khách gọi liên tục hỏi carbon. Đó, hai cây. Chưa? Cây này cũng bị luôn, ken xà beng. Không cứng không móp. Xương đồ đẹp. Đúng không? Không chơi vô được hết á. Rồi, ok. Liên hệ bên em nha, địa chỉ quen thuộc 353/6 Phạm Ngũ Lão Quân Nhất nha anh chị. Và ba số điện thoại của em. Ok, cảm ơn chị xem clip.